Hi, xin chào các bạn. Hôm nay tóc thì dài, râu cũng dài. Trông mình có vẻ lãng tử nghệ sĩ hơn một tí rồi. Thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn học guitar với nhau. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái điệu đàn, đó là điệu ballad. Thì trước khi học về cái điệu ballad thì nó sẽ nói ôn lại cái bài lần trước. Tao đã học về điệu blues đúng không? Điệu blues là nhịp 4/4 và có 4 phách cơ bản đúng không? Phách 1 và phách 3 là phách mạnh, thì phách 1 là phách mạnh nhất và phách 3 là phách phách mạnh vừa, và phách 2 và phách 4 là phách nhẹ. Thì ta có 1 2 3 4 đúng không? Rồi chúng ta có cái điệu blues trong các bài lần trước như vậy, là 1 2 3 4 như vậy. Và cái điệu giải của điệu blues các bạn cũng đã được cùng đọc đi qua, đó là 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Đấy, nó cơ bản là như vậy đúng không? Thì trong cái phần hai bài hướng dẫn trước thì nó có chia sẻ, thì đó là cái điệu biến tấu nâng cao cho cái blues này. Thì các bạn cái 1 2 3 4 các bạn đánh là bát đúng không? 3 2 1 bát, 3 2 1, thì cái nâng cao của nó các bạn chỉ cần đổi đi thôi, các bạn chuyển đổi thôi. Ví dụ dây bát các bạn có thể đánh hai dây cùng lúc, hai dây cùng lúc. Đấy, ví dụ vậy. Đấy thì đấy là cái nâng cao lên. Hoặc là các bạn có thể đánh 3 2 1 các bạn đảo đi. Ví dụ là trước đây là bát 3 2 1 nhưng bây giờ các bạn đánh là bát 3 cả 1 và 2. Đấy, rồi 2 bát 3. Đấy, các bạn có thể đảo đi cả 1 và 2. Chung quy làm sao nó có đủ 4 phách. Cứ phách 1 là mạnh nhất, phách 3 là mạnh vừa, phách 4, phách 2 là phách nhẹ. Thì các bạn nhớ như vậy là được. Là 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Đấy các bạn nhìn được, mình có thể đánh loạn hết cả lên. Các dây cứ quan trọng là phách 1 là phải là bát và nó là mạnh nhất. Đấy thì phách 3 2 3 4 mình đào đi, và mình có thể đánh vào dây 3, có thể đánh dây 2 trước hoặc có thể đánh dây 1 trước. Chung quy các bạn có thể đào cái ba cái thứ tự, cái số các bạn có thể đào là các bạn móc vào dây nào, các bạn thích móc vào dây nào các bạn móc đúng không? Quan trọng là đúng cái tiết tấu cái điệu đó, nhưng mà chỉ là các bạn đánh một cái dây khác đúng không? Thì ở đây thì bài sau nó sẽ dạy các bạn những lốt ở trên cần đàn cho hai quãng đó, cho hai ngăn đầu tiên. Thì cái điệu blue của chúng ta nó là như vậy nhá. Thì cái điệu giải của blue nó cũng không có gì là quá khó, thì các bạn cố gắng tập luyện và các bạn feel theo cái khả năng, cái âm nhạc của bạn, cái gọi là cái tài âm nhạc của bạn ấy. Ví dụ các bạn đánh nè. Đấy, nó vẫn là blue đấy nhưng mà mình đảo đi thì nó sang một cái tiết tấu nó hơi lạ gì đấy. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Thì cái ở đây là mình đánh ấy, vì mình đánh gọi là đánh kép hai dây. Ví dụ mình đánh hai dây cùng lúc, hai dây cùng lúc. Đấy, hai dây cùng lúc. Các bạn nhớ này, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Đấy thì bạn đánh kép hai hai dây cùng lúc. Đấy thì đấy cái điệu blues các bạn. Thì các bạn cứ biến tấu nó nhạc lên, quan trọng là các bạn cứ viết nó ra giấy, các bạn dập đúng 4 phách. Một là mạnh nhất là được nhá. Thì nó là như vậy. Thì đó là cái phần cho cái điệu blues lần trước. Thì giờ nó sẽ sang cái bài thứ hai là cái điệu ballad, điệu ballad nhá. Thì trong điệu ballad thì các bạn sẽ cùng mình xem cái trình chiếu qua vòi tí, thì các bạn sẽ thấy là điệu ballad và điệu blues cũng là nhịp 4/4, nhưng cái điệu ballad này nó gấp đôi điệu blues. Điệu blues sẽ là 4 phách, 4 phách 1 2 3 4, nhưng điệu ballad chúng ta sẽ là 8 phách. 8 phách là 1 và 2 và 3 và 4, và tức là 1 chia làm 2, 2 chia làm 2, phách 3 cũng chia làm 2 và phách 4 chia 2, tức là 4 phách. Ban đầu là 4 phách nhưng giờ chia tất cả ra làm đôi thì nó sẽ có 8 phách. Thì và ta sẽ đọc là 1 và 2 và 3 và 4 và 1
Rồi. 1 và 2 và 3 và 4 và 1. Thì người ta thường đọc là 1 và 2 và 3 và 4 và 1. Đấy. Có đôi khi thì đọc là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 cũng được. Nếu bạn họ đọc nếu như các bạn ngày xưa đi học lớp cấp 1, cấp 2 đấy, các bạn thường tập cái bài thể dục đúng không? Bài thể dục các bạn là 1 2 3 4 2 2 3 4 đúng không? 4 2 3 4 gì đấy, 3 2 3 4 thì cái đấy nó chính là nhịp đấy. Thì nó cũng dựa như âm nhạc, nó cũng như vậy. Thì cái thể dục chúng ta cũng như vậy đấy. Cái điệu của chúng ta đây là sẽ là 8 phách, nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhưng mà mình quen thì đếm là 1 và 2 và 3 và 4 rồi nhá. Thì các bạn nào không quen thì cũng có thể đếm 1 2 4 5 6 7 8 cũng được nhá. Thì các bạn cứ nhớ là phách 1 đầu tiên ấy thì các bạn sẽ học cùng mình, phách 1 đầu tiên sẽ vào dây bát. Dây bát này. Phách 1 đầu tiên sẽ vào dây bát. Phách thứ hai hay là phách và đấy. Phách thứ hai nó sẽ là dây vào ngón trỏ dây số 3. Phách số 3 sẽ vào ngón giữa vào dây số 2. Rồi phách thứ tư lại quay lại ngón trỏ dây số 3. Phách thứ năm sẽ vào là ngón này, ngón áp út vào dây số và dây số 1. Và số 1. Rồi, quay lại. Phách số 6 sẽ vào dây số 3 ngón trỏ. Và phách số 7 sẽ là ngón giữa dây số 2. Và cuối cùng phách số 8 vẫn là ngón trỏ dây số 3. Thì cái điệu này chúng ta sẽ đọc bằng mồm, nó sẽ như thế này. Nó sẽ là bát 3 2 3 1 3 2 3. Các bạn hiểu dễ, rất dễ mà đúng không? Bát 3 2 3 1 3 2 3 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 bát 3 2 3 1 3 2 3. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Bát là dây bát đúng không? 3 2 3 là dây 3 2 3 và 1 3 2 3. Nó là như vậy. Thì cái dây 1 và dây bát tức là phách 1 và phách số 5 sẽ là mạnh. Các bạn nhớ như vậy nhé. Đó là bát 3 2 3 1 3 2 3 rất dễ. Bát 3 2 3 1 3 2 3 bát 3 2 3 1 3 2 3. Thì đó là như vậy. Các bạn tập luyện là y chang như cái điệu blues nhé. Đó là phải đều và phải lặp đi lặp lại và nhanh dần chậm dần đấy. Đầu tiên là chậm này, sau đó thì nó nhanh lên các bạn ơi. Đấy, chưa? Nhanh dần, chậm dần. Đấy các bạn tập như vậy giống điệu blues. Và các hợp âm của nó là vẫn là đô trưởng, la trưởng, pha trưởng, son trưởng, mi trưởng và dây thứ. Thì các bạn đánh như vậy và dây bát giống hệt như điệu blues. Dây bát này nó là cho tất cả các loại điệu rồi, dây bát nó là không thể sai được. Đấy, là tập y như thế. Thì các bạn tập thì sau đó các bạn ghép điệu blues với điệu ballad vào với nhau. Đó, bạn ghép vào blues và ballad vào. Blues chúng ta là 1 2 3 4 đúng không? Thì các bạn có thể đánh cái đoạn đầu của bài nhạc đánh blues, đoạn sau các bạn đánh ballad. Đấy, hoặc là cùng lúc vừa đánh ballad vừa đánh blues. Thì cái này nó phải do cái khả năng âm nhạc của các bạn. Là các bạn có thể đánh hai lần blues thì sẽ bằng một lần ballad, vì blues là 4 phách, còn ballad là 8 phách. Thì các bạn tùy các bạn ghép, đó là cái khả năng âm nhạc các bạn. Đấy, điều quan trọng là các bạn phải đánh đúng là bát 3 2 3 1 3 2 3. Đấy, các bạn đánh tập cái điệu cơ bản này, buổi sau nó sẽ dạy các bạn cái nâng cao lên cho cái điệu bản giải này nhé. Thì ở đây nó muốn chia sẻ với các bạn để các bạn áp dụng cái blues và ballad này một tí. Thì có một cái bài hát thì chúng ta sẽ vào một số cái bài hát thì nó sẽ giới thiệu các bạn bài mẹ của cách cách bim nhé. Mẹ của cách cách bim cách bem ấy. Cùng với Khởi My hát bài này nhé. Bát ba hai, bài anh La Thứ này. Bát ba hai ba một ba hai ba. Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông. Mẹ
là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Đấy các bạn thấy chưa, mình đánh vừa ballad vừa blues. Các bạn thấy chưa, mình đánh vừa ballad vừa blues. Vì cái đoạn, vì cái câu thứ hai là mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Đấy, cái câu thứ hai này, cái câu này nó chia đôi cái ballad, nó chia đôi ballad thì các bạn đánh blues vào đây để giữ cái nền ballad nó, để giữ cái nền nhịp nó đều. Một ballad nó gấp đôi blues mà, blues bằng một nửa ballad thì các bạn đánh blues ballad trong cái bài này nó rất là dễ đúng. Đấy, mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông. Đấy các bạn hiểu chưa? Thì nó là cái ballad, hai câu đầu tiên này là hai vòng ballad, vòng thứ nhất là la, vòng thứ hai là đô. Đấy, nhưng mà cái câu thứ hai nó là bốn hợp âm, nó nhân đôi hợp âm lên và chúng ta phải đánh blues ở đây. À, nhân hợp âm lên tức là hợp âm nó nhiều hơn thì các bạn phải đánh blues để chạy được nhiều hợp âm hơn. Vì blues bằng một nửa ballad. Đấy, vì đánh được vì chúng ta đánh một lần ballad sẽ bằng hai lần blues. Đấy, hợp âm ở đây nó gấp đôi cho nên ta phải đánh nhiều hơn. Đấy, đánh 4 lần blue mới bằng đánh 2 lần ballad nhé. Thì ở đây có 4 hợp âm, các bạn chỉ đánh 4 hợp âm này bằng blue nó sẽ ra một vòng ballad. Đấy, các bạn hiểu không? Các bạn cứ mở cái bài mẹ của Quách Bim lên, hợp âm Việt nhé, hoặc hợp âm chuẩn thì các bạn sẽ đánh là mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Mẹ là răng tre che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê để con tắm mắt, để con vui với cành diều. Thì ở đây là cái điệu blue chúng ta là bát 3 2 1 đúng không? Điệu đấy là điệu blue, còn điệu ballad là bát 3 2 3. Blue đấy là bát 3 2 1. Ballad là bát 3 2 3 rồi mới đến 1. Các bạn đánh blue, các bạn đánh blue lưng cao. Đó là cái hợp âm đầu tiên thì các bạn đánh là bát 3 2 3 để nó ra một lửa của ballad. Nhưng các hợp âm, như hợp âm thứ hai thì các bạn thể đánh bát 3 2 1 lại nó lại để bờ thì nó lại ra blue. Thực ra là nó vẫn là blue nhưng mà cái điệu đầu tiên ấy nó lấy của một lửa ballad như là blue lưng cao đấy, thì các bạn có thể hòa chung ballad blue vào với nhau. Đấy, ví dụ là mẹ là vòng tay đúng không? Thì đây là mình đang đánh ballad rồi, đây mình đánh ballad rồi, ấp ôm con qua những ngày đông. Đấy, ballad nhá, ballad như là bây giờ mà mình đảo sang blue ngay thì tự dưng là người nghe ta sẽ thấy buồn cười. Nên các bạn phải đánh blue lưng cao đó các bạn. Mẹ là dòng sông. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đánh blue lưng cao thì người bạn đảo dây, bạn đảo dây của blue đi để nó phù hợp, nó cuốn theo cái ballad, phù hợp nó cuốn theo ballad nhưng mà thực ra nó vẫn là tiết tấu của blue. Nhưng người nghe người ta không nhận ra được, chỉ bạn đánh bạn mới hiểu thôi. Thế thì cho đấy là cho bạn, đây nó hai cái điệu giải nó hòa vào nhau. À, một điệu 8, một điệu 4 thì các bạn tập đi rồi các bạn nhuyễn nó sẽ vào được nhá. Thì nó rất là dễ như vậy, thì ước mong là các bạn có thể hiểu được ở chỗ này. Thì bạn tập thì cái gì mà phải tập, thì tập thì nó mới sáng tỏ được nhá. Tập nó sáng tỏ được. Blue các bạn đánh là bát 3 2 1, bây giờ đánh nâng cao cho nó là bánh bát 3 2 3, tức là đánh cuốn theo ballad, đánh cuốn theo ballad. Đấy, để ballad để cái điệu này nó chơi thành, để cái bài hát này nó chơi thành ballad. Đấy. Bạn hiểu không? Đấy. Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Đấy, đấy các bạn ạ, à, vừa ballad vừa blues. Đấy thì mình tin là các bạn sẽ hiểu được. Nó là bát 3 2 3 trở lại bát 3 2 1. Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Đó thì mình tin là các bạn hiểu và các bạn có thể đảo nhiều cách khác hơn nữa, không phải là một cách như này. Thì đó là cái bài này mình tin là các bạn sẽ tập luyện được thôi. Có cái gì thì các bạn cứ comment bên dưới thì Lộc sẽ chỉ dẫn và chúng ta sẽ cùng học với nhau. Có những bạn khác sẽ comment cho các bạn nữa. Đó thì hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, và bài sau ấy Lộc sẽ hướng dẫn một cái bài hát thanh ca nào đó để các bạn có thể hiểu được nhé.